Đây là món khô chiên nấm đường mình mới vừa chiên xong ha, còn nóng hổi luôn, khô rất là giòn nha. Và cái tỏi phi với lại cái hành lá nè, nó làm cho khô rất là thơm ngon luôn ha. Còn cái giấm đường thì nó làm cho khô giảm đi cái độ mặn, cho nên là mình ăn với cơm rất là ngon và rất là ăn ăn được nhiều khô hơn là cái khô chiên bình thường nữa. Cả nhà thấy có hấp dẫn không ạ? Bây giờ mời cả nhà vào bếp với cơm quê miền Tây nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay nhà Hạnh sẽ ăn khô chiên. Thường thì khô chiên thì mình sẽ mua về rồi mình sẽ cạo rửa sạch, mình ngâm qua nước cho nó nhả bớt cái độ mặn rồi mình chiên lên là mình ăn với cơm thôi. Hoặc là còn một cách nữa là mình có thể ớp một tí bột ngọt và một ít tiêu để mình giảm cái độ mặn xuống mình ăn. Mà hai cái cách đó thì cái con khô nó cũng còn rất là mặn nha. Cho nên là hôm nay là mình sẽ làm cái món khô chiên giấm đường theo kiểu miền Tây. Miền Tây mình rất là hay ăn cái loại khô chiên giấm đường. Tức là để cho cái khô này nó giảm đi cái độ mặn, nó thơm ngon hơn. Mình sẽ chiên giấm đường. Các nguyên liệu đi kèm thì mình sẽ có một ít tỏi phi, một ít hành lá sắc mẻ, tiêu, một muỗng canh giấm, đường, bột ngọt. Bây giờ mình sẽ đi chiên khô nha. Mình sẽ cho lên bếp một cái chảo ha, mình sẽ cho một ít dầu ăn vô. Hôm nay thì mình chiên khoảng 9 con khô nha. Sau khi dầu nóng thì mình sẽ cho khô vô mình chiên. Đậy nắp lại để cho nó bớt tan dầu nha. Hôm nay là khô cá đù nha cả nhà. Thì khô cá đù khi mà mình mua thì mình sẽ chọn cái con đừng có to quá ha, mình chọn cái con nhỏ nhỏ thôi. Thì mình chiên nó sẽ giòn và nó sẽ thấm cái gia vị giấm đường hơn nha. Bây giờ mình sẽ đi pha cái nước giấm đường nha. Cái món khô chiên này là rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon, rất là bắt cơm luôn đó cả nhà. Mình sẽ có một muỗng canh giấm ở trong này rồi ha. Đây là giấm giấm ở nhà mình nuôi nha cả nhà. Thì tùy theo cái độ chua của giấm nhà mình dùng mà mình có thể gia giảm cho phù hợp nha. Mình sẽ cho vô đây hai muỗng canh đường. Một tí xíu bột ngọt. Và đây là cái liều lượng sử dụng cho 9 con khô gọn gọn như hồi nãy của mình nha. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh nước lọc. Và mình sẽ khuấy tan cái hỗn hợp đường, nước lọc với lại giấm bột ngọt này lên ha. Mình sẽ cho vào đây một ít tiêu xay để cho nó thơm đó cả nhà. Sẽ trộn cho nó tan hết gia vị nha. Sau khi mình chiên vàng một mặt thì bắt đầu mình sẽ chở nha. Mình sẽ chiên đến khi khô nó vàng đều cả hai mặt. Sau khi mình đã chiên đều hai mặt rồi á thì mình sẽ chắc bớt cái lượng dầu thừa ở trong cái chảo này ra ha. Mình sẽ để khô ở trong cái chảo này luôn rồi mình sẽ rưới cái hỗn hợp nước giấm đường nãy mình pha vô ha. Thì khi mà mình rưới cái hỗn hợp nước giấm đường này vô đó thì mình sẽ cho lửa nhỏ tối đa nha, để cho cái nước này nè nó sẽ thấm từ từ vô trong con khô, nó làm cho con khô bớt mặn mà thấm gia vị thì ăn sẽ ngon hơn nha cả nhà. Và mình nhớ là khi mà mình cho cái nước giấm đường vô thì mình sẽ cho lửa thật là nhỏ luôn ha. Rồi mình sẽ chảo con khô thường xuyên để cho khô nó thấm đều cái nước gia vị này. Và khi nào mà mình rim cái con khô này ở trong cái nước giấm đường, đến khi nào mà cái nước giấm đường này nó sệt lại, nó quện vào trong con khô á thì là được. Cả nhà xem clip của mình á, thấy thích thì cho mình xin một like và
một nút đăng ký nha cả nhà, cũng như là đừng quên chia sẻ cho người thân bạn bè biết về cái kênh của mình đó, do kênh của mình còn mới, còn rất là nhiều thiếu sót và còn ít người biết tới đó, cho nên là mong được mọi người chia sẻ nha. Và mọi người cũng mình có thiếu sót gì đó thì mọi người cứ để lại comment để cho mình rút kinh nghiệm làm những cái clip sau được hay hơn, được hoàn thiện hơn nha. Do mình không phải là thợ nấu hay đầu bếp gì hết á, kênh của mình chủ yếu là để chia sẻ những món ăn ngon hàng ngày của gia đình mình lên, để giao lưu học hỏi kinh nghiệm nấu nướng với tất cả cô chú anh chị em và các bạn có chung đam mê nấu nướng giống như mình. Cho nên là mong mọi người thông cảm cho mình nếu như mà có thiếu sót gì nha. Thì mình chỉ cần rim khoảng 30 giây ở trên bếp thôi thì cái nước đường này nè, nước chấm đường này nó đã muốn khô, nó đã muốn kẹo lại nè cả nhà. Cả nhà thấy không, rất là nhanh luôn. Thì con khô của mình nó đã thấm được một cái lớp giấm đường đó. Thì cái ngọt của đường và cái chua của giấm nó sẽ làm giảm đi cái độ mặn của con khô ha. Thì khi đó mình ăn nó sẽ ngon hơn và mình sẽ ăn được nhiều khô hơn. Vào những cái ngày mà mọi người hạn chế ra đường vì dịch bệnh Covid-19 như lúc này thì nhà mình nên có trữ khô ở trong nhà ha. Tại vì cái món khô thì cũng rất là dễ ăn cơm, mà làm thì cũng rất là nhanh gọn nữa. Cho nên là cái món này sẽ rất là thích hợp nha. Những ngày này thì mọi người ra đường nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe của mình nha. Nhớ đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Khi mà nó đã khô lại như thế này nè, nó đã nổi những cái bọt bong bóng lớn như thế này, mình sẽ tắt bếp nha. Tại vì nếu mà mình còn nấu ở trên bếp nữa thì nó sẽ bị lại đường á. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành lá sắc nhuyễn vô. Rồi mình cho cái phần tỏi phi vô luôn, mình sẽ đảo đều lên. Thì mình tắt bếp rồi mình mới cho hành nha, để cho cái độ nóng của cái chảo này nó đã làm cho hành chín thôi, mình không có nấu hành nữa. Cả nhà thấy có hấp dẫn không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ cho toàn bộ cái phần khô này ra dĩa ha. Rồi mình có thể nấu thêm một nồi canh và mình có thể dọn cơm rồi, được rồi. Hôm nay nhà mình ăn cái khô chiên này với chung với lại cải dúng nấu với. Mình sẽ cho cái phần tỏi phi và hành và cái nước sệt sệt này nè lên trên mặt khô nha. Mình làm như thế này thì con khô của mình nó rất là thơm ngon luôn á, nó bán đi cái mùi tanh của khô nhiều lắm á cả nhà. Và mấy đứa trẻ con mà nó không có thích ăn quá mặn á thì nó cũng vẫn ăn được cái món này. Cả nhà cứ thử làm cái món này rồi chia sẻ xem nó ngon như thế nào, comment, để lại comment cho mình biết nha. Cái món khô chiên giấm đường của mình ở đây là xong rồi. Đây là khô cá đù nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an.